Anh làm gì ấy? Anh như thế này em không làm cho ai đâu. Em đi về này. Làm gì mà nóng thế? Anh chỉ trêu tí thôi mà. Thôi em đi về này. Thôi anh vừa về nhá. Cô bà đâu? Thắng ra. Em nghe lời anh, đi chơi với ông đấy để lừa tiền ông đấy về trả nợ. Nhưng em không ngờ em lại có tình cảm với ông đấy. Bây giờ em chốt có thay với ông đấy rồi anh ạ. Hả? Mày, tao bảo mày đi chơi với nó để lừa tiền, thế mà mày dám đi ngủ với nó để có thai à? Trời ơi, giờ này vẫn còn đang ngủ à? Nhà đã nghèo chẳng mà ai rồi, còn suốt ngày ngủ. Thế này thì bao giờ mới có tiền trả hết nợ cho người ta? Nói thế vẫn còn ngủ à? Dậy đi chứ. Vợ về rồi à? Chồng nằm đây để nghĩ cách xem làm cái gì kiếm tiền trả nợ chứ có được ngủ đâu. Đau đầu lắm rồi. Lúc nào cũng bảo nghĩ cách, làm gì cũng không chịu làm. Mà vợ thấy bên cạnh nhà thờ Hùng người ta đang xây cái chuồng lợn to lắm đấy. Dậy ăn cơm đi. Ăn xong đi hỏi xem là người ta có lấy người phụ không để con đi làm chứ. Cứ như thế này mấy nước người ta ra bê cả cái nhà này đi luôn đấy. Nợ nhiều lắm rồi. Thằng nào dám bê nhà của tao đi, tao thách cả dòng họ nhà nó đấy. Mà đi phụ xe á chẳng không đi đâu. Mang tiếng đi học trung cấp mầm non về mà phải đi phụ xe á, xấu hổ lắm. Không đi đâu. Có vợ rồi lúc nào cũng kêu xấu hổ. Có mấy cái bằng trung cấp mầm non mà đi đâu cũng khoe. Để người ta có bằng đại học, người ta vẫn đi phụ xây, đi bóc vác kìa kìa, có chết ở đâu. Lừa như mày á, chỉ có cám thôi. Thành ơi, hai vợ chồng chúng mày đâu nhỉ, ra tao xem nào. Ơ anh vào nhà uống nước ạ, có chuyện gì từ nói chuyện anh ơi. Nước nơi gì tầm này, chúng mày định không trả tiền tao nữa. Hai vợ chồng vay tiền tao để tổ chức đám cưới, bây giờ định không trả à? Bây giờ thế nào? Hả? Anh làm gì mà cam thế, em không có tiền đâu, anh đã đánh chết em thế thôi. Từ từ anh ơi, đánh nhau làm gì, vợ chồng em có phải anh quỷ đánh đâu. Mấy nó có, vợ chồng em trả anh mà. Chứ đánh nhau như thế này, hàng xóm người ta gửi chết anh ạ. Đấy, nói như vợ mày có phải dễ nghe không? Thế hai vợ chồng định bao giờ trả? Thế thì anh cho vợ chồng em thêm một tháng nữa nhá. Nếu như không được thì em sẽ bán miếng đất bên kia để trả cho anh. Nhớ đấy nhá, sang tháng anh sang là phải có tiền trả anh đấy. Thôi anh đi về đây. Dạ vâng ạ. Em chào anh. Đấy, mày thấy gì chưa? Bảo đi làm cũng đi. Tao mà không ra kịp á, nó lấy cái gậy ghê đập vỡ đầu mày rồi. Mày, chúng mày nợ tiền tao bằng thật mà dám cầm dao ra dọa tao à? Chúng mày giỏi lắm. May mà mình không đánh thằng chồng nó, không thì chắc con vợ nó cho dao bay vào đầu mình rồi. Mày thế. Ô, mày cứ đổ đấy nhá. Cứ ở đấy chờ tao nhá. Vậy nhà không đây. Ơi. Ơ hửa à? Mày làm gì đấy, mày nhà con nương? Ờ Thành à? Ờ nhà mày ở đây à? Ôi nhà tao đây mà. Thôi thì tao đang làm việc tí việc, đi tao vào uống xong. Mày làm gì đấy? Đang định đô đất cái chỗ này vào tầm 2 mét để là chuẩn bị làm cống mà. Ờ à, thế cái đất này làm có bị có được bồi thường gì không ấy? Ủa bồi thường cái gì nữa, ngày xưa nhà nước đã bồi thường cho bố mày rồi, bố mày cầm tiền rồi đấy. Bây giờ là lấy vào là chúng mày không được tiền nữa đâu. À thế là cái đất này là ngày xưa là bồi thường hết à? Ờ bồi thường hết rồi. Ờ lên trên này một tí. Đô vào đi. Đấy. Thôi đi vào nhà uống nước đi. Đi vào nhà tao uống nước đi. Ờ cứ làm nhá, tao vào uống nước với thằng bạn tao tí đó. Em ơi, lấy nước ra đây, bạn của anh ra chơi. Vâng ạ. Chào em nhá. Vâng, chào anh. Em là người đấy. Ờ.
Nhà mày to thế nhở? Nhà này làm lâu chưa? Nhà thì ngày xưa ông bà làm rồi. Vậy bây giờ tính kiểu cái nhà đất như này tao lại thích nhá. Nó kiểu đất nó không có cái bê tông này á, rất là mát chân. Đúng rồi. Vậy như nhà tao ở dưới kia giờ làm cái nhà 5 tầng phí quá mày ạ. 5 tầng là tiền thì mất một đống, là mỗi phòng tao phải lắp hai cái điều hòa còn chưa đâu vào đầu. Vẫn nóng lắm. Mà mày lấy vợ chưa? Mày làm cái nhà to thế là sao mà ở hết? Thì cứ phải làm xong là mới lấy vợ, sau này mày... cho vợ con đỡ khổ mày ạ. Ơi mày uống nước đi. Ô, đây là em gái hay là cái gì ạ? Đây là vợ tao đấy mẹ. Cái gì? Vợ mày á? Vợ tao mà. Tao đùa tao đấy. Tao ra trường phát là tao lấy vợ luôn đấy. Em là vợ của thằng này á? Vâng. Mẹ thằng này nhìn mày chẳng ra gì mà lấy được con vợ ngon thế. Thằng này xấu xấu bẩn bẩn thế này mà toàn yêu phải gái xinh nhá. Thằng này ngày xưa học với anh nhá. Trời ơi, nhiều gái lắm em ạ. Nó xấu nhất nhóm anh mà, nhưng mà toàn gái xinh đến quay nó xong là qua ngày qua đêm trừ chán lắm. Thì mày nói thế thì vợ ra lại giận đấy. Đùa, anh đùa tí thôi em ạ. Là có nghĩa vợ mày xinh thật. Mà ngày xưa mày đi học về là không xin việc được ạ? Tao đi xin rồi nhưng mà không có tiền không xin được. Hơi khổ nhờ. Thôi thì ở nhà thì túc tắc thôi. Làm được gì thì làm, phải làm cái này cái kia chứ thì mới có tiền chứ. Chứ cứ ngồi không thì chỉ ăn với nợ thôi. Thế thôi, bây giờ tao cũng đang định hỏi xem là dưới thị trấn có việc gì làm không để xuống đấy làm. Ê mày ở dưới đây có biết có việc gì làm không? Tao thì nói chung là tao cũng không quan tâm lắm về cái vấn đề là làm này làm kia. Nhưng mà nếu mà làm thì vợ mày xinh xinh này cho xuống làm chắc là nhiều người người ta cũng muốn lấy đấy mà... Lấy để làm việc ấy. Nhưng mà nó có làm được việc gì không? Tao sợ đi xa không có việc gì nhẹ nhẹ để vợ tao làm ấy. Hay là tao cho cái thằng kia nghỉ đi, cho vợ mày đi làm cho tao được. Làm cái gì hả anh? Chỉ ăn đi lại lau ô tô cho anh thôi. Một tháng anh cho hẳn 3 triệu luôn. Bây giờ mày nợ mấy chục triệu? Tao đang nợ 50 triệu. Ủa 50 triệu à? Thế thì cứ túc tắc xuống làm thôi. Lúc nào là vợ mày thì cứ làm xong là sau này anh cho tao cho ứng dần đi. Thế vợ đi làm nhá, việc cũng nhẹ mà. Thôi thì cứ xuống thử nhá em nhá. Xuống thử lau ra nhá. Thế là cảm ơn mày nhá. Thế là xuống thử luôn. Có rẻ dưới kia. Thế thì lau xem đi thử xem nào, vợ tao biết làm không nhá. Em chỉ sợ em không biết lau thôi anh ạ. Ôi trời, đi với anh là biết hết. Chỉ lau thế này thôi hả mày? Lau thế này thôi. Chỉ lau như này thôi mà một tháng được 3 triệu nhỉ? Đấy. Thế bảo là đôi khi tao bận quá tao không vệ sinh xe được. Thế mà tao không gặp mày sớm. Anh ơi, cho em lấy cái này lau còn sạch và nhanh hơn ấy. Được đấy nhở, đấy vợ mày thế này là tao thích rồi đấy. Kiểu này là xe tao chắc lúc nào cũng mới đây. Chúng mày về sau nhá, tao đi về trước đây. Bây giờ cho vợ mày đi cùng tao luôn nhá. Cho đi cùng mày luôn thôi, tao cũng không có xe để đưa xuống này. Anh qua đây tí nhá. Anh có ra. Anh cứ ở đây là được rồi, em ở bên này lâu rồi. Em ơi, ra đây hộ anh lâu này với. Dạ. Lâu chỗ này, chỗ này bẩn lắm. Dạ vâng ạ. Sang bên này. Cái nào anh? Lâu góc này này. Đi vào đấy. Sai rồi anh ạ. Đấy mới là bẩn đấy. Vào trong này lau cho anh. Toàn mồ hôi hơi bẩn lắm. Đi vào trong. Đi vào hẳn trong. Để em tìm vào. Đi vào trong lau sạch. Anh làm gì ấy? Anh như thế này em không làm cho anh đâu. Em đi về đây. Làm gì mà nóng thế, anh chỉ trêu tí thôi mà. Thôi em đi về đây. Anh vừa về nhá. Thôi không cần đâu. Cái thằng này còn dám chửi tao ngu à? Tao cho mày biết này. Mày chạy đi. Còn tí máu thế này mà đòi chạy à? Chết mày chưa? Sắp thám rồi. Ơi thám rồi. Vợ, sao lại về không làm nữa à? Sao nhìn vợ buồn thế? Vợ bị ốm à?
Vợ không làm nữa, vợ nghỉ hẳn rồi. Sao lại không làm nữa? Không làm thì lấy tiền đâu ra mà trả nợ? Chồng thích thì chồng tự đi mà làm. Thằng bạn ở chồng nó có giống người đâu. Lúc đầu thì thấy tử tế lắm, xuống làm được cho mấy hôm nó bắt đầu sàm sỡ vợ. Vợ có nhầm gì không đây? Thằng này trước đi học với chồng tử tế lắm mà, nó có phải loại người đấy đâu. Chắc là nó chỉ trêu vợ một hai câu thôi. Vợ không đi làm nữa đâu, chồng thích thì chồng tự đi mà làm ấy. Nhưng mà nó không lấy con trai, nó chỉ lấy con gái thôi. Lấy con trai thì chồng đã đi làm rồi. Thằng này mày láo nhỉ, mày dám thích vợ tao à? À, vợ ơi. Cái gì? Thì vợ cứ quay ra đây để chồng bảo cái này. Quay ra đây, hả? Bảo thì bảo luôn đi còn. Bây giờ vợ về thế này mình không có tiền để trả nợ đâu. Theo chồng thì thế này vợ ạ. Thằng đấy nó thích vợ đúng không? Đã thế vợ cứ xuống làm cho nó đi. Xong là vợ cũng giả vờ thích nó một tí, đi chơi với nó mấy lần. Để lừa tiền nó, khi nào trả hết nợ thì vợ về không đi nữa. Mày bị điên à? Nói thế mà cũng nói được, không biết xấu hổ à? Tao là vợ của mày cơ mà, sao mày bảo tao đi làm những chuyện như thế? Người ta đàn ông con trai đi kiếm tiền về nơi vợ, đằng này mày đã không đi làm được rồi, còn bảo vợ mày đi làm những chuyện với vợ như thế. Mày có làm được đàn ông không? Không làm được thì cắt cái đấy vứt cho ăn đi. Đeo làm gì cho nó nặng người, có thấy giống đàn ông đâu. Thì bây giờ còn cách gì nữa đâu, mà chồng có bảo vợ đi ngủ với nó đâu. Chỉ đi chơi lừa tiền nó, khi nào tiền đủ trả nợ thì vợ về không đi nữa. Mày sao không giống người rồi? Vợ cứ suy nghĩ đi nha, bây giờ chỉ có cách đấy thì mình mới trả hết nợ thôi. Ông này đi đâu mà sáng sớm ra đã không thấy đâu ấy nhở? Vợ dậy rồi à? Chồng đi đâu về sao mà dậy sớm thế? À, chồng đi ra ngoài kia có việc tí, mà cái chuyện hôm qua chồng bảo vợ nghĩ thế nào rồi? Đêm qua vợ cũng suy nghĩ cả đêm rồi chồng ạ. Nếu như không làm theo cách của chồng thì chắc cả đời này vợ chồng mình không bao giờ trả hết nợ cho người ta được. Chồng đã bảo rồi mà, bây giờ chỉ có cách đấy thì mới trả hết nợ thôi. Vợ cũng chỉ mong trả hết nợ nhanh nhanh, xong không đi làm cho ông đấy nữa. Thôi, chồng gọi ông đấy lên đón vợ đi. Ừ. À mà vợ ơi, sáng chồng đi mua được thỏi son cho vợ này. Chồng nghe người ta bảo bôi cái này vào xinh lắm. Vợ phải xinh thì mới lừa được nhiều tiền của ông đấy. Đây vợ cần bôi vào đi. Ai gọi nhỉ? Alo Hưởng à? Ờ, tao đây ơi. Mày đã làm gì đấy? Mày lên đón vợ tao đi, vợ tao bảo lại muốn xuống làm rồi. Ồ, vợ mày lại muốn xuống làm à? Ừ. Thế mà hôm trước đang làm tự nhiên lại bỏ về, tao không hiểu tại sao. Thế là bây giờ vợ mày muốn xuống làm đúng không? Ừ, mày lên đón vợ tao nhá, tao không có xe đưa xuống đâu. Ờ, thế bảo vợ mày ở nhà nhá, tí tao lên. Ờ, thế nhá. Ờ. Biết ngay à, về nhà không có tiền kiểu gì chẳng gọi cho tao. Được chưa chồng ơi? Vợ phải bơi một tí nữa thì nó mới xinh. Như này á? Không, vợ phải bôi hết môi như này chứ, bôi như thế thì sao xinh được. Đấy. Mà chồng bảo rồi nhá, đi xuống đến đấy chỉ đi chơi với cần tay thôi, không được ABC với ông đấy đâu đấy. Vợ biết rồi. Chồng mà biết là không xong với chồng đâu. Ôi, chào hai vợ chồng nhá. Mày đến ra à? Ừ. Bà nhà uống nước đi. Thôi uống nước còn gì nữa, tao đang bận việc ngoài kia nhiều lắm. Bảo cho em đi làm luôn chứ. Vâng ạ. Đi với anh luôn nhỉ? Vâng. Đi vào nhà uống nước đã rồi đi. Thôi để khi khác đi. Nào tao lên xong. Thế cho vợ đi luôn, chuẩn bị hết chưa? Thế vợ đi đi. Thế vợ đi nhé. Đi phải ngoan nhá. Thế vợ đi đây rồi. Thế vợ đi nhá. Nhanh lên đi em. Vâng. Yeah, hôm nay biết bôi son cơ hả? Kinh quá, xinh quá nha. Ai mua son cho đây? Dạ, chồng em ạ. À. Chồng em mua son chưa? Đấy, chồng em không có tiền chắc chỉ mua cái loại rẻ rẻ thôi. Xuống dưới kia anh mua cho em cái loại son 1 triệu cơ. Ui, nó mới sướng em ạ.
Dạ thưa anh ạ. Ừ, không phải ngại đâu. Mà hôm trước làm gì mà anh trêu có tí mà chạy về đến tận nhà đấy. Cho em không quen. Ừ, lần sau đừng thế nhá. Đi với anh nó cũng phải thoải mái. Trêu tí là về rồi. Phải ngoan, ngoan anh còn thưởng thêm tiền cơ mà. Vâng ạ. Anh có thích tiền không? Dạ, có ạ. Đấy, đấy, đấy. Thích thì em mới đi làm chứ. Ờ, rồi rồi, cứ xuống cái kia ngoan anh thưởng tiền. Nhá. Vâng ạ. Lao xe của anh nào. Dạ. Ê, nói phải ngoan thế này thì anh thích hiểu không? Hôm nay anh đi làm gì mà sớm đấy? À, anh giờ đi ra ngoài kia gặp đối tác tí mà. Vâng. Lau sạch của em nhé. Vâng ạ. Càng nhìn càng xinh. Anh cứ đùa em. Thằng Thành này anh thấy ghen dần với nó. Lau lau kỹ vào em. Anh nhiều tiền như thế này chắc nhớ lấy còn lấy được người xinh hơn ấy. Anh chỉ cần lấy được người như em thôi. Được người như em là anh lấy, anh cưới luôn. À em ơi, ra đây, lần này là cửa anh. Cửa anh là bẩn thật luôn đây này. Chỗ nào anh? Đây này, đây góc kia kìa. Chỗ nào bẩn là anh phải bảo em lau luôn. Em vào trong đấy lau. Vâng. Em ơi, đi chơi với anh tí nhá. Dạ. Thôi đi với anh tí, trời, hôm nọ đã từ chối hiểu anh rồi. Lần này đi với anh tí để cho nó vui nhá. Chứ ở nhà một mình em không buồn à. Ây da, cho anh ngồi gần em tí nhá. Thôi anh ngồi bên kia cũng được mà. Trời nóng thế này, ngồi xa xa tí cho mát anh ạ. Ra tới tí. Mà cái việc của em ấy, lau xe thế em có thấy mệt không? Có gì mệt đâu anh. Mới việc lau xe, em cầm 3 triệu của anh một tháng, em cũng ngại ấy. Cũng ngại gì đâu em. Mà trước anh bảo là em cứ là anh vui là anh thưởng tiền, chỉ thấy anh nói có thấy anh làm đâu. À, ý của em là em muốn nhận tiền thưởng của anh đúng không? Vâng. Thế em muốn bao nhiêu? Dạ, anh cho bao nhiêu thì em lấy bao nhiêu. Đấy. Ê, cho em bà, cho 10 triệu luôn đi. Cho em 10 triệu. Cho nhiều thế anh. Cứ đi chơi với anh đã làm cho anh vui là tiền nong nó không thành vấn đề. Cứ cần bao nhiêu thì cứ bảo anh nhé. Em xin nhé. Ừ. Để cho anh đặt tay lên vai em rồi nhé. Tình hình thế nào rồi vợ? Đây, vợ nghe theo lời chồng, đi chơi với ông đấy có mấy ngày mà ông đấy cho vợ 20 triệu. Ui, nhiều tiền thế. Mày bị vợ chồng ta lừa rồi Hưởng ơi, ngu lắm con ạ. Thế mày vợ mới đi chứ? Không được đâu, vợ phải đi luôn đấy. Ông đấy đang ở dưới đường đợi vợ kìa. Thôi, vợ đi luôn đây. Ờ, thế vợ đi nhá. Mà chồng này, tiền đấy là để trả nợ chồng nhá. Chồng không là tiêu linh tinh đâu đấy. Vợ sợ thằng kia lại ra đòi nợ chồng, chồng không có, nó lại đánh chồng nên là vợ mang về cho chồng trả nợ. Thôi, vợ đi luôn đây. Ờ, chồng biết rồi, vợ đi nhá. Anh đợi em lâu lắm à, sao mà ngủ quên thế này? Anh, lên xe đi, anh còn đang vội để ngủ, chờ em lâu quá ngủ quên mất rồi. Ra vào cửa kia em nhé. Vâng ạ. Cái chả phải vợ thằng Thành à? Sao lại đi với thằng nào có ô tô thế nhỉ? Kiểu này là có tiền rồi. Thằng ơi! Thành! Ừ? Có tiền thu xếp trả tao được chưa? Ê! Vào đây tao bảo! Bây giờ tao trả cho mày 20 triệu trước nhá!
Sốt con lại để mấy hôm nữa vợ tao về tao trả nốt. Ê à, phải thế này chứ không vụ để đánh nhau to rồi. À mà vợ mày đi với thằng nào mà đi có ô tô đón được kìa. À vợ tao đi làm cho thằng bạn tao ấy mà. Đi với người giàu thế chắc có nhiều tiền lắm ấy nhở. Ui, nói chung là bây giờ nợ của mày mày không phải lo nữa. Thế số kia định bao giờ trả? Mấy hôm nữa vợ tao về cần về tao trả nốt cho mày. Phải mấy hôm nữa trả nhá, mấy hôm nữa tao phải ra đòi đấy. Ừ, tao biết rồi, mày không phải lo. Thôi tao đi về luôn này, mấy hôm nữa trả nhá. Ờ, về đi, mày không phải lo đâu. Thôi, tao đi về đây. Về nhá. Không phải lo xe đâu. Chim bướm là lẫn lộn mình và phải ra đây nó mới mát ra ra úi rồi. À, bây giờ anh em mình đi xuống dưới kia để hóng mát nhé. Ở kia có cái rừng kia đẹp lắm. Thấy đẹp không? Đẹp lắm anh ạ. Ngồi chân không? Dạ không ạ. Anh làm gì ấy? Lên anh cõng. Ôi cứt trâu này. Thôi anh ơi, em tự đi được mà. Anh bảo anh đưa em lên trên này ngắm cảnh mà sao lại vào trong nồi thông thế này? À, vào nồi thông nó mới nhiều oxy em ạ. Đi. Không em không vào đâu. Em không vào đâu. Đấy, em không vào đâu. Anh có gì cho em này? À, đi đôi dép này cho anh xem vừa. Đẹp thế anh. Ờ, ra đây, ra đây. Đây, 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 đây. Em bỏ dép đi chứ. Lần sau đi chơi với anh là cứ phải đi đôi này nhá. Vâng ạ. Ừ. Ôi, đẹp quá. Không, người ta lại bảo là mình như thế này với nhau này chẳng biết quan tâm. Đấy, đẹp không? Đẹp thế này sao em dám nhận? Ôi, ra đâu. Không, không. Em sao đấy? Em có sao không? Em mình làm sao đấy? Anh ơi, em có thai rồi. Sao? Sao lại có thai? Thôi mày cái thông ấy, em bảo em không vào, anh cứ kéo em vào. Bây giờ phải làm sao hả anh? Ôi, có phải thai của anh không hay là thai của chồng em đấy? Lâu lắm rồi anh có cho em về với chồng em đâu, là của anh ấy. Phải làm sao anh? Thôi mình đi viện phá nhá. Em không phá đâu. Thôi thì cứ ngồi xuống đây xem nào. Ngồi xuống đây nhá. Thôi ngồi đi em. Nín đi, không khóc nữa. Thật ra thì anh cũng có tình cảm với em. Nhưng mà em có chồng rồi, bây giờ mình không thể đến với nhau được em ạ. Mà em cũng ngốc lắm. Anh bảo đi đâu cũng đi, đi chơi, đi lên đồi thông cũng đi cùng anh cơ. Em có chồng rồi em phải từ chối chứ. Bây giờ như thế này rồi phải làm sao bây giờ? Anh ơi, thật ra thì chuyện là thế này anh ạ. Lúc đầu chồng em bảo em số này làm cho anh, xong rồi đi chơi với anh để lừa tiền anh mang về trả nợ. Hả? Thế là đây là kế hoạch của thằng chồng em à? Nhưng mà đi chơi với anh là mấy lần em có tình cảm với anh rồi. Bây giờ em yêu anh quá nhiều rồi.
Bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Em yêu anh. Em có chồng rồi, nếu mà em không có chồng thì anh cũng lấy em về làm vợ đấy. Em có chồng bây giờ phải làm sao? Nếu như anh yêu em thì em có thể về bỏ chồng em để về lấy anh mà. Thế em có bỏ được chồng em không? Hay là để mai em đi về xem thế nào anh nhá. Ừ, thế thì mai anh đưa em về nhá. Ừ, sáng mai nhá. Sáng mai anh em mình về xong là em nói chuyện rõ với chồng em nhá. Dạ, xong là nếu mà bỏ được chồng em thì là anh sẽ lấy em làm vợ. Vâng. Thôi không khóc nữa. Xuống xe đi em. Bây giờ thế nào nhở? Anh đi cùng em chứ? Thôi chắc anh ở đây đợi em thôi. Nên trên kia em sợ chồng em và anh lại đánh nhau thì... Ừ, thế em đi đi. Xong là nói chuyện bình tĩnh thôi em nhá. Vâng. Ừ. À, mà anh này, anh cho em xin một ít tiền về cho chồng em trả nợ được không? Ừ, bao nhiêu đấy? 30 triệu anh ạ. À, 30 triệu à? Thế chờ anh tí. Đây, em cứ cho chồng em 50 triệu đi. Cứ trả hết nợ 30 triệu xong là còn 20 triệu cho chồng em thích làm gì thì làm nhá. Vâng ạ. Đi nhá. Vâng. Đi đi đi. Anh chờ em nhá. Này ăn đi. Con này, hôm nào vợ ta lừa được tiền thằng hưởng về thì ta mổ mày cho vợ ta ăn nhá. Này ăn đi. Đi. Ăn đi. Ăn cho vào, để con lớn đi. Ơ, vợ về rồi à? Lần này vợ đi lâu thế này, chắc lừa được nhiều tiền của thằng Hưởng lắm nhỉ? Đâu, tiền đâu, đưa chồng xem nào. Anh à. Làm sao? Em xin lỗi anh. Sao lại xin lỗi anh? Không lừa được tiền của thằng Hưởng à? Em nghe lời anh đi chơi với ông đấy để lừa tiền ông đấy về trả nợ. Nhưng em không ngờ em lại có tình cảm với ông đấy. Bây giờ em chốt có thay với ông đấy rồi anh ạ. À, mày, tao bảo mày đi chơi với nó để lừa tiền, thế mà mày dám đi ngủ với nó để có thai à? Tất cả là tại anh. Lúc đầu em bảo em không đi, anh cứ bắt em đi, sao bây giờ mới xảy ra chuyện như thế này? À, mày ngu quá thằng ơi. Đâu, thằng lợn đó. Anh đừng điên nữa, anh điên thế đủ rồi. Anh đã đi lừa tiền người ta cũng bắt tội anh thì thôi, anh lại đòi đi đánh người ta. Mày, em nói thật với anh, em quên hết tình cảm với anh rồi. Lần này em về là để nói chuyện rõ ràng với anh. Xong em đi, em không bao giờ quay về với anh nữa. Đây, anh gửi cho anh 50 triệu, anh mang đi mà trả nợ. Còn thiếu bao nhiêu, anh đi tìm xem có đứa nào tốt để mang về làm vợ anh. Mà sau này nếu có vợ rồi, anh đừng dại dột mang vợ đi làm những chuyện vớ vẩn như em, không lại mất vợ như chơi đấy. Thôi em đi đây. Mất vợ là thằng ơi.